cha các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. SXY lột xác với những món đồ chơi hàng hiệu để nâng tầm đẳng cấp. Cái chiếc SXY hôm nay vốn đã sang chảnh, hào nhoáng, nhưng cái bản độ của chiếc xe hôm nay đã càng thực sự bộc lộ được một cái tầm cao mới khi đến từ một người chủ có tâm là anh Đặng. Hậu quả quá trình nâng cấp cái chiếc xe hôm nay, thân hình của chiếc SXY trở nên hiện đại, tốt đến nét đẹp bốc lửa với những món phụ tùng hàng hiệu đến từ nước Ý. Cái trên chiếc SX độ của anh Đặng thì cái cụm đồng hồ Casio chính là một trong những kỳ tích hiếm hoi không đến hiện của nước Ý nào hết. Nó được gia công ở bên Đài Loan, nơi mà hãng Casio thuộc về, với kết cấu gắn hoàn toàn như zin cho cái dòng SXY. Hơn nữa thông báo nhiều thông tin hơn cái chiếc đồng hồ minh kỳ nguyên bản của Honda qua màn hình LCD lò cuốn. Bộ phận cái thắng bên phải lẫn cái cụm thắng bên trái của chiếc xe hôm nay được người chủ lên cái cụm của Rainbow Asset, có kiểu dáng nó tương đối gọn gàng mà không cần cắt cổ áo quá nhiều. Mọi thứ chỉ nhìn là ở mức vừa đủ để lộ ra khúc tay gãy hẹp của Rainbow đình đám. Phần bản lề của nó cho phép khúc tay hai bên có thể cặp lên, hạn chế hư hỏng khi qua chạm tới ngã. Dàn chân của chiếc SXY sổ cho mình đĩa thắng của băng kim thẩm mỹ, khả năng tạo ra thắng dứt khoát hơn cái dòng đĩa thắng bản nhờ vào chất liệu xịn sò. Hiện đang được kết hợp cùng với cái hệ của Rainbow M50 4bis, vốn thuộc về những cái dòng xe mô tô phân khối lớn cao cấp. Không giống như cái dòng phổ thông có chân bắt treo, thì cái dòng Rainbow M50 có thép bắt đứng đặc trưng, cộng với một cái điểm là ngoại hình nó to lớn và rất khó khăn trong việc tạo phát sinh xì. Chi tiết phát nhôm cũng cố định của heo này phải đầy đủ cái độ chính xác, với cái dòng Rainbow M50 không bị cạc cứng về cái năng mâm SXY, nhưng phải ăn được hết bề mặt đĩa đĩa một cách thật chân tru, phát huy tốt được thắng. Sau khi lựa bỏ văn bản thì người chủ đã trang bị cái con xe của mình, cái cặp phục Holden HO 813, móc phục thương hiệu đến từ điểm sản xuất dành cho cái dòng xe này. Cảm thấy cái công năng phục Holden HO 813 chưa đủ để thỏa mãn của bản thân, anh chủ còn nâng cấp thêm cái bộ HPA T-Sporter, một cái sự điều chỉnh nhanh chóng cái phần tải trọng của phục để tạo ra hiệu năng nhúng êm ái hơn với một nhu cầu đi một người hoặc hai người. Cái dàn chân của con xe hôm nay có hiện diện đĩa của băng kim giống như dàn chân trước, tuy nhiên heo của cái chiếc xe này vẫn tạo một vị trí kín đáo ở trong phần cấp sau, một vị trí hoàn toàn không thể khoe được cái diện mạo mà anh chủ vẫn tận dụng heo zin chưa thay thế bằng heo hàng hiệu. Chiếm đỉnh vị trí không gian còn lại của dàn chân chính là cái lon bột 4 rod trên đời là 2011. Cái hãng là Levin sản xuất gần cũng rất lâu, cho nên chúng ta thấy cái dàn carbon thể thao đem tới cái sự trẻ trung hơn chiếc xe 10 năm tuổi. Lon bột này kết nối với động cơ thông qua cái bộ phát cổ titan sặc sỡ. Ngoài việc bọc là cái sợi carbon, những vị trí nhìn nhám có thể đánh màu bạc như là phần hóp gió, về sau, đẹp sườn vân, thì người chủ còn đem tính một cái bộ tay chắc bọc sợi carbon, cố tình xây dựng cái tổng thể nó liền lạc với cái điểm nhấn trên lon bột 4 rod 201, tạo ra một cái hình đẹp hơn cho con xích cân SXY. Future 110, một phiên bản hồi sinh chỉnh chu đến từ một biker đất Việt. Hôm nay chúng ta hãy chiêm ngưỡng cái chiếc Future 110 được người chủ tên là Khoa đã dọn lại một cách chỉnh chu từ trong ra ngoài. Không chỉ là một phiên bản dọn như đập thùng mà chúng ta thấy những món đồ chơi cũng đáng chú ý trên bản dọn hôm nay. Cái phần chạy áo được mua mới từ hãng, mức giá hơn 2 triệu, bao gồm luôn cái phần nhựa bóng, nhựa nhám. Sau đó người chủ đem đi sơn lại cái tông màu xanh xi măng cho cái bản nâng cấp thêm hợp thời. Cái đèn trước sau được thay hết toàn bộ. Bao tay sẵn đến từ Raceboy cực kỳ êm ái, phù hợp với nhiều dòng xe, kết hợp nhẹ nhàng cùng với cặp cụt inox. Phía cận phanh Nissin người chủ thay bằng các dòng sản phẩm của Raceboy, mức giá hơn 500k một tay, kết hợp cùng với đó là cụm ga Uma Vision 2 1kg. Còn cái dàn chân trước, một vài điểm nhấn đĩa thắng của Kinrush đường kính 260, đi cùng với con heo dầu Raceboy 2 bit trở xứng, ai dầu cũng Raceboy đỏ, bộ mâm Raceboy 6 cây hàng hiệu hiếm được người chủ và được săn tìm, mức giá thị trường cỡ hơn gần 2 triệu. Chờ được kẹp sườn Raceboy hành trình 110 giúp ổn định tay lái, chống sát phần đầu tốc độ cao. Tuy nhiên món đồ chơi này được chế thêm nên buộc lòng người chủ phải khoét rộng các phần dàn áo. Cái động cơ được nâng cấp cái bài chuẩn là 54cc cho tốc độ được tốt hơn so với phần nguyên bản. Vì thế phần turbo cũng được làm chất liệu titan to hơn với cái size là 32m. Xung quanh có nhiều món đồ chơi nhỏ như cần sốt ca tét, cái cần đập máy của Takawa hay full cái dàn chân chống inox. Cái bộ chấm sau thì đến từ là S với cái phần chân phục được thiết kế cao hơn tí xíu, không cần phải cắt quét cà tè. Chiều cao của phục là 330, dành riêng cho cái dòng quay cream future sử dụng được hết.
Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, subscribe.